King Ngân vẫn đang có ý định kéo theo đối phương. Bên phía bên kia sát thương nhiều nhưng mà nó chưa đủ đến từ cả hai bên. Tốc biến đây là từ Faker. Chạy thôi, đơn giản mà. Bị khiêu khích, có lồng đèn bấm được. Bên phía này Zach có định vét mạng Faker nhưng mà bị dính cái án tử này thì thôi, coi như đứt lưỡi hai xoáy luôn ạ. Teddy ném free. Teddy hit and run cực kỳ tốt với Draven. Lúc này tốc biến lên tìm luôn vị trí của Senna và double kill có dành cho Teddy. Triple kill nó đến rất gần nếu như được nhường. Triple kill dành cho Teddy. Án tử được hóa giải nhưng đó là tiếng giật án tử lần hai. Có fear đến từ Faker, gây level 1 nâng fear và ex trường sao đủ đam rồi, con fit đồ level 1 nâng fear bạn ơi. Đường trên có solo kill diễn ra và King Ngân đã solo kill thành công vị trí của Jack, không hiểu lý do tại sao. Level 2 trước King Ngân lao đến đấm luôn vào mồm như Jack. Level 2 gõ luôn, thích đi chơi. Level 2 đến Jack có e. Uầy, được bạn. Đường dưới đánh nhau 2-2 diễn ra. Lưỡi ai xoáy, sát thương vào người bao lan là chưa đủ. Teddy tốc biến bỏ chạy ngay lập tức nhưng Thread bị dính ràng buộc. Tốc biến cũng là bỏ chạy ngay lập tức. Lee Sin hơi rướn nha, có dịch chuyển và dịch chuyển đồng thời có hồi máu á. Lee Sin bị giạt ra và đó dịch chuyển đến Faker, hồi máu nhiều nhưng Lee Sin vẫn sống và Teddy lại là người bị đấm lên và lên bảng. Cú án tử chuẩn xác, hết sát thương, Faker cũng ngủ đi về mà thôi. Không làm được gì nữa cả, một tình huống Lee Sin tí nữa thì bĩnh ra quần, tí nữa thì mất hai bùa. Có mắt ở đây rồi, King Ngân có mắt ở đây nên con Jack này không về thì King Ngân cũng biết. Và King Ngân vừa mất bình rồi nha. Lên 6 trước nổi không? Mất E, Lee Sin lên. Giờ con Jack mất E, con không thể nào E lên đánh tay được. Nó liều phi lý lên vào 6 lên luôn, Lee Sin hộ thể vào. Tốc biến bỏ chạy không? Ui hay rồi, ngộ không đang có tình huống quẩy và cần 2, hồi máu đắc thắng là không đủ rồi. Hồi máu chinh phục là nhiều nhưng vẫn là không đủ. Lee Sin lậm nhẹ một mạng ngược lại. Nó tình huống tốc biến đổi tốc biến và mạng dành cho cả hai bên. Galio ping chấm hỏi liên tục, Galio cần phải đẩy quay sau nhưng con Galio đẩy sau lại ra ta. Giờ fit đồ nó bật đúp, nó đúp phát 6 con thì đẩy kiểu gì lại nó. Đấm nó lên. Đấm con fit đồ lên. Để đứng đúp như thế này thì thôi quy và lính cho nó nhanh ông ơi. Đường trên ganh tốt đến từ vị trí của Xeo Long Bao khi mà Jack không có tốc biến và đã phải lên bảng lần thứ 3 liên tục. Rồi Lee Sin à, đi đâu đây Lee Sin? Mất hộ thể luôn ạ. Nhưng mà có siêu dáng thế. Sóng âm vội cước. Ngộ không còn đấp còn rờ. Pha quẩy đến từ ngộ không kinh ngần nhưng dính sóng âm vội cước. Senna để cho cuối từ xa và ngay lập tức Galio bị hất tung. Nhờ con phách sai. Chiêu cuối không đủ đa đến từ Teddy rồi. Bây giờ Teddy sẽ phải tình huống 1 cân 2 khi Nautilus này còn rờ. Tốc biến đánh tay mạng có shut down luôn. Không phải shut down mà là bonus thêm tiền rất nhiều đến từ Teddy và có hút máu luôn không. Chiều cuối đến từ Faker. Nó còn một cái fear nữa. Fear tốt, Teddy không có mạng, Faker get được. Đấm lên đúng rồi, khiêu khích lại. Ôi, thành tẩy khiêu khích luôn. Faker còn flash này. Còn lồng đèn luôn, Faker bấm nổi không? Bấm được. Cắm mắt hơi trễ, sóng âm trượt, dính án tử, dính nhăng nhăng luôn. Bao la sẽ kẹt lại và lên bảng, nội long cước đẩy đối phương ra. Sóng âm bật lính, sau đó hộ thể chạy đến từ Lee Sin. Hút máu nhiều đến từ Faker, pha đấm ngược lại đến từ Galio. Faker còn flat, xử lý cực kỳ bình tĩnh. TP, cú TP này, Teddy chết rồi. Teddy tung chiêu cuối, sau đó lên bảng. Galio sẽ đấm thêm một cú nữa. Lồng đèn, không bấm được rồi. Teddy hồi máu trong vượng màng và lên bảng. Đứng trên solo diễn ra. Còn chiều cuối ông King Ngân còn chiều cuối lần 1 mà chắc chắn là không chiều cuối lần 2 được. Jack sẽ không vào. Mất rồng rồi, Teddy chết mất rồng rồi. Faker sẽ đẩy khu đường giữa. Rồi bị mất đấm rồi nha, mất sai lần nữa. Chiều cuối đến từ Faker, còn chiều cuối từ Rexha. Faker đứng tanh thêm 2-3 hit nữa cũng được. Siêu ra thế chạy được. Siêu ra thế lên bãi người đá. Faker tạnh vừa rồi, hơi mất nhiều máu một tí.
gánh Faker à? Gánh Faker này đứng trên solo kill diễn ra. Faker chiều cuối có silent nhưng mà Lee Sin hộ thể ra được. Cứ khá trâu đứng trên thì không hiểu lý do tại sao lại bị solo kill trong bối cảnh và vừa mất đi cú chiều cuối xong vẫn cô đấm ăn sôi đứng lại. Có Đức không? Đức chạy không bị stun nhưng hết mana. E đánh tay, đánh tay. Jack bây giờ nó khỏe rồi. Jack giờ khỏe các bạn. Dưới ăn trụ xong thì Teddy là bị kiệt sức. Vẫn đang có ném thêm một vài gì nhưng không cần. Faker lại bị hội đồng và lại là counter gank là Lee Sin mất tốc biến. Gank làm sao được cái quay lính này đứng hút máu thì hút khiêu khích đấy từ Galio và Galio có mạng đó. Người gank thì không bị chết, người ra là nhiều chuyện thì lại chết thay. Lee Sin băng vào án tử đến từ Fred tung ra đóng hộp tung ra. Jack vẫn đang đứng gồng cũng phản công của mình. Raven ra bắt đầu ném dìu tốc biến bỏ chạy đến từ Jack và băng lên đến tiếng không nhưng không có cần đổ vân à nhầm không có siêu cuối. Bây giờ trong cuối mới dùng và sát thương không đủ ạ. Tốc biến qua gõ một cái Q nhưng mà đối phương có E. Lốc lần 2 đến từ vị trí của Ngộ Không. Lúc này thì hết lốc vẫn có mạng. Một tình huống dứt điểm tốt đến từ Ngộ Không. Và Lee Sin lúc này cũng đang phải bỏ chạy. Teddy đang cực kỳ gấu chó ở đây với rất nhiều giáp huyết máu cùng với đam tay cũng cực kỳ to luôn. Giờ Q lên món 2 thì team băng à. Giờ món 2 build team băng nữa đúng kiểu hồi máu lên luôn đến từ Raven ném luôn. Hạt thông nổ được kích hoạt ngay lập tức đẩy bao lan về góc cực kỳ tệ. Không còn tốc biến Senna đến với cú đúp chuẩn xác của người Faker. Ném dìu liên tục, hồi máu cũng nhiều nhưng mà sát thương là đủ đến từ Kingen. Rõ nó cước đẩy được chứ Faker ra hộ thể chạy. Kingen vẫn đang có ý định kéo theo đối phương đến phía bên kia. Sát thương nhiều nhưng mà nó chưa đủ đến từ cả hai bên. Tốc biến đây từ Faker. Chạy thôi đơn giản mà. Bị khiêu khích có lồng đèn bấm được. Bên phía này Jack có định vét mạng Faker nhưng mà bị dính cái án tử này thì thôi coi như đứt lưỡi hai xoáy luôn ạ. Teddy ném free. Teddy hit and run cực kỳ tốt với Draven. Lúc này tốc biến lên tìm luôn vị trí của Senna và double kill có dành cho Teddy. Triple kill nó đến rất gần nếu như được nhường. Triple kill dành cho Teddy. Đi lạc rồi bạn ơi. Chiêu cuối luôn đến từ Faker. Chiêu cuối đến từ Faker đang đứng gồng hoảng sợ hai người. Chiêu cuối từ xa sức thương đã đủ và Teddy có mạng thứ 6. Vũ điệu tử thần đang đứng ở đây, huyết kiếm đang đứng ở đây. Lee Sin đến rồi sát thương. Đỉnh móc thì lúc này Teddy cũng khó sống rồi. Vẫn kéo theo mạng đến từ Faker. Faker đứng đây để có thể cân ai. Án tử chuẩn xác, Lee Sin vừa mất hộ thể. Một cú quạt silent có trừng phạt hất tung. Hất tung thêm cả đóng hộp nữa thì chịu không nổi. Galio tốc biến bỏ chạy. Vẫn là mạng dành cho Sheldon vào bằng cú chung cuối đắp một kill có Sheldon vào trước khi lên bảng. Rách ra bật chung cuối gõ luôn. Faker đứng gồng bãi lính. Bấm lồng đèn. Có án tử. Chiêu cuối từ xa đến Senna tạo giáp. Jack vẫn đang gọi là cố gắng cỏ quay và còn Quy chạy được. Lại đứng gồng. Câu giờ thì Kingen đẩy khu đường dưới được. Sau đó thì Kingen đã có định vòng ra với teamfight 5 năm. Thì lúc này chiêu cuối Faker đã không còn. Faker mắc hồi chiêu rồi. Faker là 40% hồi chiêu và lúc này sẽ là đứt liên tục thôi. Như nào. Một tiếng quay ngược trở lại với cú cân đầu vân nhưng bị hất tung lên. Vẫn đang đấm liên tục đến từ Lee Sin. Hất tung tốt, có giáp đến từ lồng đèn, bấm lồng đèn, chết trên đường bay luôn. Faker vẫn chưa tìm được góc để có thể vào. Đúng lúc này đồng đội đang bị móc. Sau ấp trúng, còn đội long cước không vào. Ghé nhẹ vào khung bùa đỏ đối phương có ý định đánh nhau cùng với Xeo Long Bao. Lúc này thì ai đấy đều hai đồ, một Teddy thì là hai đồ rưỡi ạ. Ném kìa, uậy, dìu nào ra dìu đấy luôn. Sát thương nó giết con Raven ở đây các bạn. Raven hút máu vũ điệu tử thần, sát thương to nữa. Và đáp xuống quẩy cực kỳ tốt đến từ vị trí của Kingen. Kingen vẫn đang tiếp tục quẩy tiến sau. Teddy bị kiệt sức nhưng ném vẫn rất đau vào người trí bao lan. Bên phía bên này thì đó là Galio cùng với Lee Sin đã bốc hơi. Cú giạt ra và ném dìu liên tục đến từ vị trí của Teddy. Rồi hai mạng. Không đi đường này được nha. Baron. Team đối phương đang mất rừng với 20 giây hồi chiêu. Nhập 20 giây hồi sinh. Giao, Jack. Không còn chiêu cuối, không còn tốc biến luôn. Faker hồi chiêu cuối là Faker surprise này. Faker chuẩn bị đứng gồng này. Sao Baron nó hất tung cái bất mẹ chiêu cuối lên cho xem. Kingen băng vào trước. Jack băng vào trước tấn công Kingen. Phá hất tung tốt đến từ bao lan bằng cú chiêu cuối trúng nhiều người và rừng đã lên bảng đổi được mạng Kingen. Faker bão quạ ra và đó là tình huống dứt điểm luôn vị trí của bao lan nhưng mà rừng đối phương đã xuất hiện. Rừng mình đang trên bảng, rừng đối phương đang xuất hiện thì có lẽ phải bỏ Baron rồi, bỏ Baron đánh ngừa rồi các bạn.
Faker tốc biến ra hoảng sợ nhưng sát thương đến Teddy là chưa đủ. Băng vào đến từ King Ngân, sát thương đã đủ, kể cả có giáp đến từ siêu giáng thế, nhưng giáp đấy là giáp chống sát thương phép. Đổi mạng thành công đến từ chiếc King Ngân. Ồ, bấm B về trên tầm nhìn đến từ Galio ngay lập tức bị đâm. Tốc biến bỏ chạy, pha R theo, có hồi máu, sát thương không đủ đến từ Rek'Sai. Nhưng bây giờ chạy về góc này thì góc là sure die rồi bạn ơi, có gì để cứu đâu. Một mạng này cho King Ngân với một tình huống thiệt bản ngàn cân. Trụ đường trên đã mất Faker lên, có định solo tay đôi. Hello friend, long time no see. Rờ theo đấy, hút xe kìa, kìa hút xe thôi. Ủa sao Teddy chết rồi, đứng giữa băng trụ Teddy bị nọ lồng cước hất tung chết. Nhưng mà team gỡ lại được hết, team gỡ lại được hết, ui tốc biến mù mắt đây cho Lee Sin. 40% hồi chiêu, chiêu cuối bây giờ nó tầm mấy chục giây rồi, vẫn là 60 giây. Vẫn đang không có chiêu cuối đến từ Faker. Có Silent nha, nó có Fear và có Silent. Và băng lên thì được ngộ không, quẩy đời không đây. Baron, Baron bị cướp rồi các bạn ơi. Đó là Baron dành cho team địch. Siêu hùng giáng thế, giao tranh cực kỳ hỗn loạn, bị ngắt luôn tức cái siêu hùng giáng thế bởi cái quẩy thì ngộ không. Senna đứng gãy cả tay. Faker vẫn đang đứng dưới hàng Baron, không biết là làm cái gì, chờ chiêu cuối hồi ạ. Chiêu cuối lên đấy từ Faker, có hoảng sợ. Lúc này người bị dính án tử đang là trí của Jack, và Jack cũng chết luôn. Biết cái team pha cũng đứng ở dưới Baron đang chờ chiêu cuối hồi ạ. À, ngộ không bị lộ rồi bạn. Ok, AFK có chuẩn bị nỗ lực cướp tốc biến nha. À, không có tốc biến, đẩy nỗ lực cướp tạm vậy. Đấp trúng đến cho Senna, lúc này vừa cướp vào Lee Sin đấm tay cực đau luôn, thì người sẽ chết. Mạng này là mạng bị chết lẻ, nên là không thể nào đánh nhau tiếp tục. Fit đồ hai rồng đất đã thấy bá đạo rồi. Nếu có fit đồ thì thêm một cái lồng, một cái rồng đất, là linh hồn rồng đất. Tốn người đỡ như nào luôn, ba rồng đất, cái linh hồn rồng đất. Đỡ sao đây? 4m5, Jack đâu rồi, TP đi ông. Ồ, Jack TP cú cực kỳ xa luôn, team 4m4. Tốc biến né án tử chiêu cuối để ngược lại, đó là tình huống giữ chân được ba người. Rách tốc biến và làm choáng ba người luôn. Faker bị stun, chiêu cuối đẩy vào đến từ Nautilus. Faker chạy rồi, Faker dính sóng âm vội cướp. Faker tốc biến chạy giữ mạng, Faker quyết định giữ KDA, không thể nào để bất trinh được, dính sóng âm vội cướp rồi. Rách đang tình huống nhảy lên đến từ Rách, làm choáng vào vị trí của Faker. Faker còn đồng hồ, bị bất trinh ở đây đó, tình huống sút nó là cực kỳ cục xúc đến từ Lee Sin, và cũng quét sạch nữa diễn ra. Nào team fight nào, con rồng này không bỏ được, con rồng này mà mất đi là coi như đi luôn game này đấy. Lee Sin cũng giữ rồng nhá, cấp 16 này. Mất cái linh hồn rồng đất là giao tranh hơi khó nha. Teddy full đồ luôn rồi, Teddy gọi là 5 đồ đây, dịch chuyển ra phía sau đến từ ngộ không, bị bắt lẻ rồi ngộ không ơi. Siêu hùng dáng thế luôn, ngộ không nhả phân bóng để có thể rút lui chiêu cuối luôn đi ông. Mất rồng kìa, sao lại vì cái mạng ngộ không lại có thể mất rồng như thế được. Lee Sin solo cùng với ngộ không, đơn đả độc đấu bên phía bên này, bên phía bên kia là 4v4, chiêu cuối Senna thổi ra. Lee Sin sóng âm vô hình cước, nhưng mà King Ngân vẫn đang quá trâu với cái linh hồn rồng nước, à rồng đất. Faker vẫn còn chiêu cuối ạ, Faker vẫn chưa tìm được lúc để có thể dùng chiêu cuối. Tốc biến để làm choáng trượt đến từ Jack. King Ngân cùng với Lee Sin solo thì Lee Sin mất giác tinh thần, còn King Ngân thì cũng đang trắng cây máu. Faker vẫn đang đứng hút máu liên tục ở đây, bấm đồng hồ. Faker còn lại 2/3 cây ạ, sẽ bị CC tốc biến bỏ chạy qua tường. Jack nhảy vào đệm theo, sẽ còn đó cú hất tung đến từ Rek'Sai. Rek bị stun. King Ngân cùng với Lee Sin vẫn đang gọi là solo cực kỳ căng thẳng. Faker bị hoảng sợ, tình huống móc di chuyển chặt đầu đến Galio. Faker sẽ không có gì để chạy nữa cả, bị móc lại và lên bảo rồi, mất linh hồn rồi đất, nhưng vẫn giao tranh thắng. Bên phía bên này thì Lee Sin cùng với ngộ không vẫn đang tấu hài và chưa ai chết cả. Teddy không có gì để bắn pha đấy cả, đứng áp mặt vào tường và bị êm lại. Một tình huống giao tranh 3-0, Fred 5 giây sẽ xuống bảng. Và băng lên đến từ vị trí của ngộ không, nhả phân bóng ra. Rek'Sai rất trâu với linh hồn rồng đất, hất tung nhiều người. Bắn nhà cho anh nào. Đây là tình huống Fred xuất hiện kịp thời, nhưng mà án tử thì nó lại mù mắt. Và tấn công Jack đánh nhà, Jack đánh nhà và win rồi. Mất linh hồn rồng đất là vẫn thua. Raven với ngộ không gây được rất nhiều đam, nhưng rất tiếc là team fight late game thì nó thực sự là team fight late game thì thực sự khó khăn.